Nó ăn hết trơn mấy trái nhãn luôn. Coi nè, cái lòng nè, nó chui ra muốn banh cái lòng nè. Nè, dưới đây nè, nhìn lên nè, thấy không, cái mỏ chảy máu á, dạt cái lỗ luôn á, cái lòng dạt luôn á. Cái này mà mình để tới chiều chắc chui ra được luôn á. Mừng quá cả nhà ơi, vậy là bắt được con sóc rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì mình đi chợ mình mua đồ ăn, sẵn tiện mình ghé tiệm bán những cái đồ nông nghiệp này nè, mình mua mấy cái lòng gặp chuột để mình về mình gặp sóc á cả nhà. Xin mời cả nhà cùng đi chợ với Dung nha. Dạ thôi đi. Lòng gà đủ kiểu hết. Cái lợp nữa, cái ba cái đầu gọi là 12 cửa ngục. Quá trời. Cái này gặp con gì chị? Muốn bắt đó thì bỏ miếng khô vô, bắt con dính bắt chuột luôn. Trời, nó mượt quá. Thiệt. Hãy miếng khô vô bắt. Nó thiệt. Đợi chị lấy thiệt. Cái này làm cái sọt gác dễ thương này cả nhà. Người ta làm sọt bánh mì hoặc là sọt đựng rác. Dễ thương không? Muốn làm gì làm. Còn không thì mình thích cái mình mua cái này về mình đựng quần áo dơ á. Mình để ngay cái máy giặt mình đựng quần áo dơ cũng được nữa. Cái bọi gà. Cái này là cái chuồng em bé nè. Vừa 10 cái hả? 25 cái. Nó chưa mấy mấy cái. Dạ 8, dạ 8 cái. 8 thì bị lấy kìm bấm. Dạ. 8 thì bấm 8, có sao đâu. Mua nhiêu bác. Bạn sóc nó ở nhà nó ăn vừa quá. Ừ. Thì để chị mở thì chị lấy 8 dạ. Cái cho. Chị cái này nè, cái này gọi là cái gì chị? Cái này nè. Dạ. Cần xé đó, nhiêu tiền vậy? Người ta mua để người ta đựng rác, giờ cũng có mua không? Nhiêu tiền? Dễ thương quá. 80 ngàn. Có mua chị lấy đi cho. Bữa nào ghé mua? Có thì chị nào cũng mua chị lấy đi. Dạ. Nhưng mà mình nói đựng rác vậy thôi chứ mình về mình thích đựng gì mình đựng thôi. Đựng gì đựng. Chứ nó mới mà. Ừ. Thì muốn đựng gì đựng. Về muốn đựng gì đựng cưng. Là cái đồ bắt rắn nè cả nhà. Đây là đồ bắt cá. Rế, cái này là lập tôm. Rũ súc. Đó, bắt cá bóng. Cái này là bắt cá bóng nè. Đang gỡ đang lấy. Cái này ta buộc chặt. Cái này buộc 90 hết rồi. Gỡ đi, em chừng 3 cuộn dây chì nữa. Ừ, đi gỡ này kia không dây chì. Dạ dạ, cái bên đây người ta bán mấy cái dụng cụ nông nghiệp với lại len cuốc sản rồi ba cái lợp rồi nhiều lắm cả nhà. Cái này là ăn được hết rồi. Mình ghé đây mình mua mít của cô nè. Bữa nào trời giờ mới có mít nghệ nha cô. Không, mít nghệ chứ không ra. Cô trẻ mít bán ở trong chợ Móng Cày nè cả nhà. Đây, mình
vô chợ Móng Cày mình mua cái gặp chuột, xong rồi mình ghé đây mình mua miếng mít. Này nhiêu ký cô? Cái này 25.000 cô ơi. Dạ. Lấy con miếng này đi. Dạ. Chưa được 3 kg. Mà thiếu mà 7-5 rồi bán con 70 luôn. Dạ. Dạ, dạ. Vậy lấy con 70 quê cô. Dạ cắt lạng cái cùi đi giùm con. Về nhà cái mình chỉ cần mình tách ra thôi. Cô sẵn dao là cả nhà, cái cô lạng cùi đi giùm mình. Bên đây là mít. Mít này là mít siêu sớm á cả nhà, là mít thứ người ta làm mít sấy á, cái muối nó khô người ta làm mít sấy được, còn mít nghệ của mình nó bị ướt á, là mít sấy nó không ngon. Mà sao giờ không thấy mít nghệ của mình, không ai bán hết trơn. Ít lắm con ơi, đợt mà nước mặn nó chết hết trơn rồi. Dạ. Ở đâu chứ nào, chứ không đây là ở nhà có 1 cây 2 cây thì có ăn thôi, chứ ngoài chợ hết bán rồi. Ừ. Nãy giờ nguyên cái nửa trái mít mình gỡ ra được sửng vậy nè cả nhà. Còn cái bên đây á, là có mấy muối á, nó bị hư, nó bị thối nè. Mình lấy mình cái này mình này có mấy miếng à, mấy miếng, 3 miếng bị thối. 3 muối bị thối. Cái này mình sẽ lấy mình làm mồi nhử. Còn cái này để nhà ăn. Nhãn này mình thử vài trái nhãn mình nhử nha. Nhãn này kiếm bây giờ kiếm khó lắm. Có một chỗ bán à, nhãn này nha, nhãn lông hồi xưa nè cả nhà. Bỏ cũng tưởng cho ai không chứ. Vậy hả? Bạn chị cũng có đăng ký rồi đó. Kêu gặp cho, gặp được mấy con sóc cho. Bây giờ mình với Phúc ra ngoài vườn gặp mấy con sóc nha cả nhà, gặp mấy con sóc bằng mít với nhãn. Mình mua tới 8 cái với ở nhà 2 cái thì sáng này mẹ mới làm, mẹ mới bỏ mít vô. Đó ngồi trước với đó anh trước hết chạy chạy trên đọt. Vậy lát chờ ở trảnh một cái đi. Đây nha. Cái nào mà ở dưới cái cây dừa nào mà ở dưới đất nó có cạp cạp nó rớt xuống mà cũng có nữa. Mưa mới mình chuyển nghề đi gặp sóc luôn nha cả nhà, mình gặp hết cái vườn nhà mình xong mình đi gặp mấy vườn vòng vòng. Giờ ở khu mình là sóc nhiều lắm, hết chuột rồi, sóc không à.
Ngày xưa là chuột, bây giờ nó sóc. Ngay đây nè, ngay đây nè. Ừ, vậy đó. Vậy là quấn lại là được. Con này là nó phá dữ dằn luôn. Nhiều người không biết thì nói thấy dễ thương sao không thả. Nhưng mà cái con này mà thả một cái hả, nó ăn cái cây sầu riêng của người ta là nó ăn sầu riêng lần là rụng nửa cây luôn á. Ăn khoét lỗ vậy cả nhà. Còn dừa là một buồng nó ăn hết nửa buồng luôn á. Ở trên nhà của Sáu, của Sáu ra gái là hôm bữa mình lên mình giật một buồng dừa mà nó ăn hết 5 trái rồi. Để lát mình đem một cái lên trảnh để gặp. Này nhầm con bự nó vô không được luôn. Nó dội lại luôn. Dương nó tới mí này nè, cái nó bật xuống nó trồi trở lại nó. Dương cái đùi. Ừ. Dương nói vừa vô hơn nữa là nó bật rồi. Có cái lòng bự hơn gì nữa. Ờ, cái lòng bự hơn cái này. Cái lòng bự hơn cái này thì nó mắc tiền hơn. Biết sao không, cái lòng bự hơn cái này là nó làm bằng cái gì sắt mà nó làm nó ấy cái dây xích á. Cái đó nó dày, nó chắc, nó mắc hơn. Nè cả nhà thấy không, con sóc nó ăn nó khoét hay là con chuột gì nè, nó rớt nè. Ừ, rớt một vùng này nè, nhìn xuống biết luôn á. Con kiếm mấy cây này là trái nhiều. Nó lựa mấy cây trái nhiều, trái ngon nó ăn không à. Để tại có cây dừa mập, cây dừa ốm. Mới mình tháo mình đổi qua cây dừa khác được. Đi qua bên đậu vườn thử coi có không. Cái nào? Nè cây dừa nhìn sai nè. Các bạn biết không, mình gặp bằng cái mít với nhãn, những cái trái cây mà nó thơm á, mấy con sóc nó đánh mồi nó mới chạy xuống. Chứ bữa hổm mẹ mình làm bằng cái cơm dừa nó không xuống, nó không ăn, nó không thơm á. Mùa ba cái mít này giờ nó đang nghịch mùa mắt không chết luôn. Không có, người ta không có ăn mà mua đi gặp sóc. Nói nó còn chuột hay lắm nha. Thì khi nó bẫy rồi anh ta nói là không tin không được, nói là không dính con nào đâu á. Ờ. Đi thấy mà nói trước là không vô á. Bữa hồi lâu rồi chị đi ấy chuột làm để mấy cái lồng này nè ở dưới dũng á, chứ không phải để trên bờ. Để dưới mấy dũng nè, bập lá mà mé cái nước nó chưa lên tới á.
cả nhà ơi, ngày hôm qua mình gài sóc, bữa nay mình đi thăm nha cả nhà. Cái này là có bị con gì ăn nè, mà nó không có ấy xuống. Đằng kia cũng không, đây không có luôn. Không có. Lại đằng kia. Đổi lòng. Tại cái cây dừa này là có cái dấu răng của con sóc nè cả nhà. Nè cả nhà, con gì nó cắn trắng ở dưới nè. Nhãn thơm như vậy nè mà không có con nào lại ăn hết trơn. Ta mời mà không lại ăn, kỳ ghê luôn. Buồn thấy ghê. Bữa hổm mình ăn có con trái nhãn mà nhãn cơm xuồng nha, là bệnh luôn. Nhưng mà cái này nhãn lông chắc nó không có phân thuốc đâu. Bỏ vô nhữ này. Mở một cái ra cho nó thơm hơn vừa. Chứ không phải để vậy nó mới thơm hả? Rồi nó ngon. Thơm phức gì mà không ăn. Chiều nay ăn nha. Ê có một con á. Đây nè. Thôi. Nó ngồi bít cái lồng luôn á. Ê con này mập quá ơi. Nó ăn hết trơn mấy trái nhãn luôn. Coi nè, cái lồng nè. Nó chui ra muốn banh cái lồng nè. Nè, dưới đây nè. Nhìn lên nè, thấy không? Cái mỏ chảy máu á. Dạt cái lỗ luôn á. Cái lồng dạt luôn á. Cái này mà mình để tới chiều chắc chui ra được luôn á. Mừng quá cả nhà ơi, vậy là bắt được con sóc rồi. Bắt được con sóc này mình vô, mình cầm cái này vô lãnh 100 ngàn nha cả nhà. hôm bữa mẹ mình nói á, trời ơi tao á nha, mà ai mà vô vườn tao mà gặp được một con sóc đem lại tao trả 100 ngàn một con. Thế là ngày hôm sau mình chạy đi mua một chục cái gặp sóc liền luôn á, cái gặp chuột. Mình chạy đi mua một chục cái gặp chuột mình để mình gặp sóc để mình lãnh tiền. Đã không, mua có mua nhãn với mua mít. Là với nói chung là mình làm chừng vài con vậy là mình thấy mình đủ vốn rồi đó cả nhà. Đi vô. Mình ở trong nhà mình có mua một cái lồng rộng để dành rộng mấy con này nè. Mẹ ra đây. Cầm 100 ngàn ra đây. mẹ coi nè, nó giật cái này nó chui ra, muốn giật cái này hàng chi cái mỏ nó chảy máu nè. Trời ơi, không giữ hết trời á. Bây giờ làm sao? Bây giờ để vô cái này hay gì? Để vô chuồng này nuôi. Để này, để rộng chứ đâu có nuôi. Làm sao mày mở ra được? Trời. Mày định chạy vào cái sầm đó. Thấy không ạ? Khoan. Ngược lại. Rồi nó dịnh đi. Trời ơi, chạy máu mỏ luôn. Rồi, đây đó. Yeah. Trời, nó nặng ghê luôn á, 200 gram luôn á. Không, con này hơn 200 gram, con này con chúa rồi. Bữa mẹ con, hàng chi nãy rồi con thấy nó ngồi chọc cái lồng. Ủa, cái giọng dây chị, kìa mẹ. Cột cái này lại. Để nó làm giặt à. Cột cái này lại. Trời ơi cái đuôi nó bung nó đẹp hết. Ôi ơi tiêu cái mỏ hả? Quá dữ rồi con này dữ. Con này nó dữ là cái mỏ nó chảy máu rồi. Ừ. Bung cái đuôi đẹp quá hết. Cho ăn đi, cho ăn chuối á. Giờ để trái chuối vô. Để trái chuối vô. Đẹp nữa.
Nó lạnh nhưng mà phơi phèn phèn. Để con trái thôi. Lông nó cũng đẹp nữa mà. Mới còn để nữa. Là nó dạt chung ra vô môi. Để vậy thôi. Để chịu. Con này có cắn không mẹ? Cắn à. Cắn chết người chết à. Đực hay cái? Cái. Đực. Đực hả? Ừ. Sao vú dài vậy? Trời ơi, đực. Vú vậy thôi. Được rồi nè. Mày để đi chú vô với cái nhãn rồi mày đi gặp lại thêm đi. Mày gặp lại. Vừa ngay chỗ cái đầu vườn của mình, cái vườn mà nó vừa sầm á. Ừ. Rồi để cái đó đó, nhãn hôm qua ai ăn trơn của con này. Trời ơi, bữa hổm á các bạn nhớ không? Mình mẹ mình gặp được ba con sóc. Để một trái thôi. Thôi kệ cho nó có mùi nè. Mẹ mình gặp được ba con sóc mà mẹ đổ. Cho người ta với lại cho cá ăn hết rồi. Ai nghe cũng la hết trơn á, nói con này ăn ngon dữ lắm, người ta bán mắc dữ lắm, tự bỏ uổng. Cái này là thịt không à, con sóc này là thịt không, với lại cái con này là cái con nó ăn trái cây, nó ăn đồ ngon không à, cho nên cái thịt nó cũng ngon nữa. Nó sạch đó, nó sạch, nó ăn đồ ngon. Với nó ở trên cây, nó ăn trái cây cho nên là cái thịt nó sẽ sạch. Gọng để ngoài điện, để nhà để con gì, cái con gì trong phiêu hình con sóc, kỹ kỹ bằng Hà phải con sóc không phải phải à, dẻ. Ừ.